Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong 3 clip trước, tiết 1, tiết 2, tiết 3, thì thầy đã hướng dẫn em cái cách viết phương trình đường tròn và cái phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một cái điểm đó nè, tại một điểm chúng ta nghĩ là cái điểm đó người ta gọi là tiếp điểm đấy. Thì chúng ta đã nhớ công thức là gì em? Nếu chúng ta có cái tâm Y có tọa độ là AB, AB và một điểm M có tọa độ là x0, y0 thì chúng ta có công thức là gì? A trừ cho x0 mở đóng mở ngoặc nhân cho x trừ y0 cộng cho gì, b trừ y0 nhân cho y trừ y0 và bằng 0. Chúng ta chỉ việc xác định được tâm và cái điểm đó, chúng ta thế vào cái công thức đó, phương trình đó là ra, được chưa nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ chắc thầy sẽ quay bài 1 và bài 2 ở clip này em, tại vì thầy quan sát là thầy thấy nó rất là dài, nó cực kỳ dài nghe. Nên là bây giờ thầy sẽ làm ở câu số 1, 1A. Phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn, tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn đó. Thì em nhớ này, cái dạng phương trình chúng ta là x bình phương cộng y bình phương trừ 2ax trừ 2by cộng c bằng 0 này. Để cái điều kiện tồn tại nó phương trình đường tròn thì nó sẽ là a bình cộng b bình trừ c phải lớn hơn 0. Ta nhớ là như vậy. Và cái bán kính r của ta sẽ bằng là căn bậc 2 của a bình cộng b bình trừ c. Nếu ta chứng minh nó được lớn hơn 0, nó là phương trình đường tròn, thì chúng ta dựa vào công thức này. Như vậy thì giờ câu A này, các anh nhìn này, cái này sẽ tương ứng là gì? 2A này, cái này tương ứng 2B này, cái này tương ứng là C này, đúng không? Như vậy thì âm 2A của chúng ta sẽ bằng là âm 6 này, âm 2B sẽ bằng là âm 8 này, và C chúng ta đây bằng mấy? Bằng 21. Từ đây chúng ta tương đương là gì? A chúng ta bằng mấy? A bằng 3, B bằng 4 và C bằng 21, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thế vào cái biểu thức này, a bình cộng b bình trừ c. Như vậy a chúng ta là mấy? 3 bình cộng 4 bình trừ cho c là 21. Hai này cộng lại bằng 25, 25 trừ 21 là bằng 4, cái này lớn không? Chứng tỏ suy ra nó chính là phương trình đường tròn. Phương trình đường tròn, các em hiểu không? Khi ta tâm người ta y, y sẽ bằng là gì? 3 4 và r, r chúng ta bằng căn 2 của mấy? Căn bậc 2 của 4 đó này. 4 này, căn bậc 2 của thằng này này, đấy. Theo công thức này. Nhưng mà căn 2 của 4 thì bằng bằng 2, xong câu A. Để đó. Khi chúng ta hiểu rồi thì nhanh lắm em, dễ, rất là dễ luôn. Câu B. Trình bày tí thầy sẽ đưa ra bài làm chi tiết để chúng ta thấy. Còn bây giờ quan trọng là thầy làm nhanh để chúng ta hiểu chúng ta phải làm như thế nào ở câu B này. Câu B tương tự như vậy nha. Ở đây này, chúng ta cứ nhìn giùm thầy chỗ này. Đây, chỗ này này và chỗ này, đây là C này. Đây là âm 2A bằng âm 2 này, âm 2B bằng 4 này và C bằng 2, đúng không? Như vậy âm 2A bằng âm 2 này, âm 2B bằng 4 này và C chúng ta bằng 2. Như vậy A chúng ta đây bằng mấy? Bằng 1, B bằng mấy? Bằng 2 và C bằng 2. Như vậy chúng ta thế vào cái biểu thức là A bình cộng B bình trừ C. Như vậy 1 bình cộng 2 bình và trừ cho C. Như vậy đây bằng 5 trừ cho thầy nói đây 2 đúng không? 5 trừ 2 là bằng 3. Cái này lớn hơn 0. Cái này lớn hơn 0 thì chúng ta y chúng ta tâm là 1, 2. Chính là phương trình đường tròn luôn. Và r này bằng căn 2 của 3. Xong. Đó. Hiểu chưa? Còn ví dụ khi đó ta có rồi gì bằng chữ đó thì tí thầy đưa bài giải chi tiết cho em xong. Quan trọng là chúng ta biết cách làm mới đã. Tại vì cái hướng của chúng ta sau này chúng ta cũng làm là toàn bộ trắc nghiệm hết em. 50 câu trắc nghiệm. Cỡ cả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học thì đều là trắc nghiệm nha. Nha, hướng chúng ta là phải làm nhanh. Câu C. Đây nghe. Đây, ta gạch chân để ta thấy. Như âm 2A là bằng âm 3 này. Âm 2B là bằng 2 này. Thầy làm nói nhanh thì nhanh nhưng mà nó vẫn đảm bảo yếu tố tất cả đầy đủ yếu tố để chúng ta thấy và chúng ta làm. Ta tương đương ở đây. Như vậy A chúng ta đây bằng 3/2 này. B sẽ bằng là âm 1 đúng không? Và C chúng ta là bằng 7. Như vậy chúng ta thấy luôn A bình cộng B bình trừ C sẽ bằng là 3/2 bình phương cộng cho âm 1 bình phương và trừ cho 7. Cái này là bằng bao nhiêu? 9. 9/4 cộng cho 1 trừ cho 7. Coi thử nó có vuông hay không nha. 9/4 này cộng 1 trừ 7 này. Đây bằng âm 15/4 em. Âm 15/4 thì chứng tỏ nó âm rồi. Âm chứng tỏ suy ra không phải. Không phải là cái phương trình đường tròn. Các em hiểu không? Không phải là phương trình đường tròn. Đó.
Rồi mà khi mà không hỏi phương trình vòng tròn thì chúng ta không cần phải xác định tâm và bán kính nữa. Câu D. Câu D ở đây các em thấy nó hơi điều đặc biệt này. Ở đây các em nhớ này, lưu ý này, thầy nói lưu ý chỗ này. Ở đây 2 cái 2 thì các em chia đấy. Ở đây chia 2 vế cho 2 thì đây mắc số 2, đây mắc số 2 và cái này là 1/2, 1/2, đây là -1/2. Các em hiểu nào? Nhưng có một số bài này nó viết như này này. 2x bình cộng y bình đi. Thì cái này chắc chắn không phải là phương trình đường tròn, hoặc là x bình cộng 2y bình thì chắc chắn không phải phương trình đường tròn. Tại vì ở đây các em có chia 2 thì cũng không được. Các em hiểu không? Nếu như người ta mà viết kiểu này là người ta kết luận ngay là nó không phải là phương trình đường tròn. Nhưng mà ở đây là 2, 2, hoặc là 4, 4, hoặc là 6, 6, hoặc là nghĩa là nó ra một cái số nào đó mà chỗ x y này, x bình y bình này thì chúng ta chỉ việc chia ra là xong. Như vậy ở đây chúng ta chia 2, chia 2 cho 2 vế thì ở đây ra được là x bình cộng y bình cộng 1/2x, đúng không? Cộng 1/2y và trừ đi cho 1/2 bằng 0. Thì bây giờ chúng ta cũng xác định này, -2a chúng ta đây là bằng 1/2, -2b chúng ta sẽ bằng 1/2 và c chúng ta sẽ bằng -1/2 ở đây. Như vậy từ đây chúng ta tương đương ở đây, a chúng ta lấy đây chia đây là bằng -1/4 này, b sẽ bằng là gì, cũng là -1/4 và c chúng ta đây bằng -1/2, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, bây giờ chúng ta có gì, chúng ta thế vào biểu thức hồi nãy á, a bình cộng b bình trừ c. Như vậy -1/4 bình phương cộng -1/4 bình phương và trừ cho trừ thì thành cộng 1/2, thì chắc chắn cái này chắc chắn khi chúng ta tính ra sẽ lớn hơn không này. Như vậy tâm ở đây thì nó sẽ là -1/4 này, -1/4 này, và r chúng ta sẽ bằng căn 2 của kết quả này nha, bằng căn 2 của 5/8 nha. Dạ ta. Các em đã rõ chứ nào? Rồi, xong bài số 1. Còn cái lời giải chi tiết này đây nghe. Đây, em muốn có chữ thì đây. Nếu mà làm theo kiểu tự luận thì nói chung thì thầy cũng đã trình bày cho em rồi. Đầu tiên chúng ta xác định ABC. Nhưng mà ở trên trên đây thì người ta đưa ra luôn cho em ABC. Không, thầy là làm luôn, còn thầy đã chỉ em tại sao ra A, tại sao ra B là bằng -2A, bằng cái hệ số đó người ta làm ra thôi. Được chưa? Tại vì chúng ta là nói chung là lớp 10 rồi chứ không phải là các bạn lớp 6, lớp 7, lớp 8 nữa, mà nó phải cực kỳ chi tiết, là cứ phải 1 cộng 1 bằng 2 nữa các em hiểu không? Nhiều lúc là 1 cộng 1 phải bằng 3 chứ. Nói đừng có suy nghĩ tầm bậy nha. Rồi. Được chưa? Okay. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2 nhé. Bài số 2. Ta đi sang ở bài số 2 các em. Như đây. Lập phương trình đường tròn C trong các trường hợp sau. Khi mà chúng ta lập phương trình đường tròn C thì thứ nhất chúng ta phải có gì, cái tâm. Tâm AB với gì? Và bán kính R là xong đúng không? Ta thế vào cái gì các em? Thế vào cái này này. X trừ A bình cộng Y trừ B bình và bằng R bình. Nhớ không thầy cái này? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta có câu A này. Câu A đã có tâm rồi này, có bán kính rồi, thế như đây ai làm cũng được. Đúng không? Như vậy đây nó sẽ là X trừ mấy? X trừ 1. Câu A này, X trừ 1 bình cộng Y trừ cho 5 bình và bằng 4 bình. 4 bình phương, nghĩa là chúng ta ghi lại một lần nữa. Thực sự là thầy cũng muốn ghi 16 luôn. Đó, đây. Câu này mà làm không được nữa thì bó tay chấm cơm luôn, chấm mắm ruốc luôn, chứ đừng nói mà gì nữa ha. Chúng ta nhớ là chúng ta đang ở trình độ lớp 10. Phải nào? Câu B. Rồi, có đường kính. Các em nhớ này. Nghe thầy vẽ này. Ví dụ đường tròn ở đây là gì? Tâm ở đây. Đúng không? Tâm ở đây thì đây này. Đường kính ví dụ MN ở đây. Đường kính đúng không? Thì chứng tỏ ví dụ tâm Y này chính là gì? Tâm Y này chính là trung điểm. Tâm Y này chính là trung điểm của MN. Nhưng mà tâm Y này chúng ta bắt buộc phải tính ra trước này. Tâm Y này nó sẽ có tọa độ là gì? Chúng ta sẽ lấy hoàn độ cộng hoàn độ, tung độ chia tung cộng tung độ chia 2 đúng không? Các em lấy 3 cộng 9 chia 2 âm 1 cộng 3 chia 2, phải vẽ hình ra các em thấy được, nên từ điểm ta suy ra
cái tọa độ điểm điểm y là 3 cộng 9 là bằng bao nhiêu, 12 chia 2 là bằng 6 này, trừ 1 cộng 3 bằng 2, 2 chia 2 bằng 1. Rồi tâm y chúng ta xác định xong. Như vậy thì bây giờ á, nó có hai cách làm, có hai cách làm. Một á, sau khi chúng ta xác định tọa độ y rồi thì chúng ta tính im thì ra được bán kính, hoặc là in ra được bán kính, hoặc là chúng ta không thích như vậy á, chúng ta tính mn, chúng ta tính m chia 2 ra thì nó vẫn ra được bán kính. Các em hiểu không? Đường kính chia 2 thì bằng bán kính. Nó có ba cách tính này. Sau khi chúng ta tìm được y đúng không, một á, là chúng ta sẽ tính im, hoặc là chúng ta sẽ tính in, hoặc là chúng ta sẽ tính mn này chia 2. Chúng ta tính một trong ba cái này để ra được bán kính, và cái này chính là r này. Các em muốn tính cái nào nè? Giờ thầy hỏi các em muốn tính cái nào? Giờ thôi thầy sẽ tính mn chia 2 đi nha. Tính mn chia 2 như vậy thì mn, mn bằng, để tính mn thì chúng ta sẽ căn bậc 2, lấy n trừ m, 9 trừ 3, 9 trừ 3 bình phương đúng không, cộng 3 trừ cho trừ 1, nghĩa là 3 cộng 1 bình phương, đúng chưa, bằng căn bậc 2. 9 trừ 3 là bằng 6, 6 bình phương là bằng 36, ở đây là 4, 4 bình phương là 16, đúng chưa, 16. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ, 52 à, căn bậc 2 của 52, 52. Như vậy thì đấy, suy ra R của ta là bằng MN chia 2 là bằng, ở đây đưa ra là 2 căn 2 của 13 chia 2 thì bằng căn 2 của 13, đúng không? Hết mực hay sao đây? Hết mực thiệt, để biết rồi. Biết mà cảm giác nó ra thì biết hết mực rồi. Như vậy người ta có tâm rồi này, có tâm này, bán kính này, tâm này, bán kính này. Như vậy chúng ta có là x trừ 6 bình phương cộng y trừ 1 bình phương sẽ bằng là gì? Đây là bình phương là bằng 13 này. Đây chính là phương trình của nó này. Xong. Hiểu chưa? Ok. Rồi. Quan trọng là trong quá trình giảng á, ta cảm nhận được là cái câu đó chúng ta phải làm như thế nào, chứ không phải là ấy ha. Chúng ta đi sang ở câu C nghe em. Chứ không phải lúc nào người ta cứ cho như kiểu câu A này thì ai làm chả được. Có tâm với bán kính này việc thế thôi, thì cái đứa con nít lớp 3, lớp 4 nó làm cũng được, chứ đừng có nói lớp 10 thì đúng em. Đấy, câu C này. Có tâm C này tiếp xúc với đường thẳng. Đây này, ta hình dung này, ví dụ đường tròn ở đây tâm C đúng không? Đường tròn, cái đường tròn ở đây tâm Y, nó tiếp xúc. Đây này, tiếp xúc. Nó tiếp xúc ở đây với cái gì, cái đường thẳng D này đi. Thì khi tiếp xúc á, ở đây tâm có rồi thì chứng tỏ để mà viết được thì chúng ta phải tính bán kính. Mà tiếp xúc thì từ cái khoảng cách từ Y này, Y tới một cái điểm ở đây thì đây chính là bằng bán kính. Chứng tỏ chúng ta sẽ tính khoảng cách. Nhưng mà cái khoảng cách cái bán kính này là bằng khoảng cách từ gì, từ cái Y này tới D. Các em hiểu không? Khoảng cách từ Y cho tới D, cái đường thẳng hồi nãy á. Thì bây giờ chúng ta thế tọa độ vô mà tính khoảng cách thì chúng ta được học ở trong bài số 2 rồi. Nhưng mà chúng ta lấy 2 thế vô đây. Đây, 2 thế vô đây và 1 thế vô đây. Như vậy 5 nhân 2 này trừ 12 nhân 1 cộng 11 chia căn bậc 2 của 5 bình phương cộng cho 12 bình phương đúng không? Như vậy đây bằng 10 này. Trừ 12 là bằng âm 2, âm 2 cộng 11 là bằng 9 này. Ở đây là bằng bao nhiêu, 13 đúng không, đúng nha, 9 phần 13. Nhưng mà có tâm thôi, có tâm có error rồi thì như vậy thì x trừ 2 bình phương cộng cho y trừ 1 bình phương sẽ bằng là gì, error chúng ta đây bình phương lên là bằng là 81 phần 169 này. Vậy thôi, rất là đơn giản, nghĩa là lấy thằng này bình phương lên, tử bình phương, mẫu bình phương, 9 bình phương bằng 81, 13 bình phương bằng 169. Xong. Hiểu chưa? Rồi tiếp câu D. Nhìn này anh em. Đường tròn C có tâm rồi đây, đi qua cái điểm. Đi qua cái điểm này thì bán kính của nó thì bán kính R này cũng chính là bằng cái khoảng cách từ A tới B. Đúng không? Như vậy bằng căn bậc 2. Chúng ta sẽ lấy B trừ A bằng bình phương, lấy 4 trừ cho 1 bình phương cộng âm 5 trừ cho trừ thành cộng 2 bình phương.
cái này mà không tính được nữa thì cũng bó tay em. Căn bậc 2 4 trừ 1 là bằng 3, 3 bình phương là bằng 9. Âm 5 ở đây cũng là 9 đúng không? Đây 3 bình phương á. Như vậy cái này bằng 9 căn 2 của 2. Đúng nè. 18. 18 ô 3 chứ. Đây là 3 chứ, đưa ra thành 3 chứ. 3 xin lỗi, 3 căn 2 của 2. Như vậy thì do thầy làm nhanh á, x trừ 1 bình phương cộng y trừ và trừ thành cộng 2 bình phương. Và ở đây sẽ bình phương ở đây sẽ bằng là 18 này. Xong. Quá đơn giản dễ hiểu. Nghĩa là chỉ cần người ta sẽ cho kiểu gì cho, nhưng trong đầu của mình luôn luôn phải hiểu đó chính là chúng ta phải tìm được tâm và bán kính bằng mọi cách. Là do thì chúng ta mới viết được phương trình được tròn được. Đây. Giải chi tiết em. Ta phải chú ý nghe thằng trong quá trình thầy giảng nghe, còn cái việc đưa ra lời giải chi tiết như này thì để chúng ta có thể ghi chép đồ này nọ thôi, chứ quan trọng là trong quá trình thầy giảng thì chỉ nhiều cách rồi thầy nói những cái điểm lưu ý để chúng ta nắm không. Chứ còn ví dụ như ưng thì chúng ta ví dụ như mua quyển sách giải hay gì đấy anh em về em xem, thì quan trọng xem là em có hiểu hay không ấy, người ta có nói trong đó hay không để em hiểu tại sao thứ như thế này, tại sao ra như thứ kia, cái đó mới là cái quan trọng. Và cái việc đúc kết giữa các cái kiến thức liên quan của nó từ đầu tới cuối á, và nó rơi vào những kiến thức nào, cái đó mới là cái quan trọng nhất em ha. Rồi ok, xong ha. Như vậy thì cái phần này thì thầy sẽ quay hai clip thôi, thầy nói hai bài thôi, hai bài, bài 1 bài 2 thôi. Bye bye các em nha, trong clip sau thầy sẽ quay cho các em bài số 3 và bài số 4. Chúc em học tốt nha, bye bye. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh của